Quỳnh Lương bị phản ứng khi bàn về hôn nhân của Xoài Non. Diễn viên Quỳnh Lương bị khán giả chê nhiều chuyện vì bàn luận hôn nhân của hot girl Xoài Non khi người trong cuộc giữ im lặng. Trên trang cá nhân, Quỳnh Lương đăng video bàn về câu chuyện đổ vỡ của hot girl Xoài Non và streamer xem xét. Nữ diễn viên cho biết đã xem một video nói vợ chồng Xoài Non đổ vỡ do không môn đăng hộ đối. Cô nói mình có phần đồng tình với quan điểm trên, nhưng phản đối nhận định cho rằng nguyên nhân đổ vỡ là do Xoài Non ít học. Theo diễn viên, chuyện đổ vỡ có hàng nghìn lý do, có thể do khác biệt về góc nhìn cuộc sống, nhân sinh quan. Cô cho rằng không phải vì một trong hai người ít học mà cả hai đường ai nấy đi. Tại sao lại lôi việc học của người ta để đánh giá vì ít học nên mới đổ vỡ? Chẳng lẽ bây giờ do cãi nhau bằng hàng đẳng cấp, Xoài không biết nên anh Hiếu, tên thật của xem xét, mới chia tay? Là người ngoài, không thể dùng góc nhìn phiến diện. Học trường lớp hay học bất cứ thứ gì, các bạn phải biết cách cư xử tốt. Đừng chỉ vì người ta ít học mà mình rũ bỏ, phủ nhận những thứ họ đang cố gắng. Chúng ta cứ cố sống tốt cuộc đời của mình thôi, cô nói. Việc Quỳnh Lương dùng từ đổ vỡ, chia tay để bàn về hôn nhân của Xoài Non khiến cô bị phản ứng, bởi tới hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng khi bị đồn trục trặc hôn nhân. Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002 tại thành phố Hồ Chí Minh, chồng cô là xem xét, tên thật là Hiếu Nghiêm, sinh năm 1989, nổi tiếng với biệt danh streamer giàu nhất Việt Nam. Cặp sao về chung một nhà năm 2020. Đám cưới của họ từng gây chú ý với chiếc váy cưới trị giá 28 tỷ đồng của cô dâu. Những ngày qua, cả hai vướng tin đồn đổ vỡ. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán về nguyên nhân tan vỡ của cả hai, song họ giữ im lặng. Quỳnh Lương tên thật là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995. Cô cao 1,67m, có gương mặt được khen xinh đẹp, sắc sảo, là mẫu lúc bút ở Hà Nội. Người đẹp từng đóng nhiều MV như Nếu Ngày Ấy, Subin Hoàng Sơn, Màu Nước Mắt, Canh Ba, Tự Tâm, Nguyễn Trần Trung Quân. Cô từng tham gia một số web drama, series Gái Ngàn Đô và các phim Mưu Kế Thượng Lưu, Đừng Làm Mẹ Cáo, Lối Nhỏ Vào Đời. Cô từng kết hôn, sinh con ở tuổi 18 nhưng ly hôn không lâu sau đó. Ở tuổi 29, cô làm mẹ đơn thân, có con trai 10 tuổi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.